Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình và cuộc điện thoại có đến từ tỉnh Hưng Yên. Em là dưới Hưng Yên đây. Rồi, bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Và câu hỏi em năm nay 50 tuổi anh ạ. À thế à, rồi. Thì em có hỏi đến tình yêu cửa sổ là nhờ bà giúp cho em nhé. Rồi. Không, em thì 50 tuổi, có hai cháu rồi, một cháu 25 tuổi, một cháu 17 tuổi. Rồi. Thì em bị mắc cái bệnh tiểu đường năm nay là 8 năm. Thế thì nói thật với anh là vợ con em thì năm nay là 47 tuổi. Rồi. Nhưng mà 48 tuổi, sinh năm 72. Thế thì là cái điều kiện sinh lý của chúng em là cái tiểu đường nó yếu lắm. Rồi. Thế thì vợ em thì nó cứ đi chợ quanh năm ngày tháng, một tháng, hai tháng về thì chồng con yếu đuối này nó cứ chán nản. Nó bảo nếu mà anh mà không đáp ứng này thì rồi em sẽ bị cặp bồ. Thế em chỉ động viên thì em mà thôi, vợ chồng mình lấy với nhau 27 năm rồi, gần 30 năm rồi thì thôi, cố gắng thì bệnh của tôi thế thì để tôi đi mua thuốc mua men uống em có được không? Rồi. Thì hỏi với anh Minh Đàn là thôi thì nếu mà mua thuốc kia gì nhờ một người khỏe hay người vui uống thì liệu sau này nó có ảnh hưởng gì không? Thì em mới bảo thế thì đồng viên như em mà thôi thì bây giờ như thế thì chẳng biết làm thế nào. Thì em mới hỏi đến là bác Minh Đoàn để giải quyết cho em để cho vợ chồng em này hàn gắn không xa ngã nữa. Vợ em thì nó cứ chán nản. Đã làm gì mà đâu mà xa ngã? Vâng, thì cô bảo là thôi nếu mà anh mà cứ như thế này là em chán. Ờ thì đấy là một dọa tháng, thế một tháng về không làm ăn được thì sẽ chán, là con gái nó chán. Bây giờ con gái giờ cái tuổi này nó vẫn sức, nó vẫn sinh lý, nó vẫn đòi hỏi. Tóm lại là chả có nhu cầu gì cả. Thế thì em cái tiểu đường nó bảo là có lên được đâu, cứ chưa đến chợ đã để nó nghèo ra rồi, nên bà cứ chán, chưa đến tỉnh nó đã chán rồi. Thế là nghèo mấy năm nay, nghèo rồi? Ừ, 3 năm, 4 năm nay rồi. Năm nay là 7 năm, vì 7 năm tiểu đường thứ 2 rồi thầy ạ. Con đầu 25 tuổi. Hai cậu con trai, một cậu 25 tuổi, một cậu 17 tuổi. Thì nó đã lấy vợ cho bố con cháu về chưa? Cháu lớn thì 25 tuổi đi bộ đội về, bây giờ đi chạy đi nước ngoài. Còn cháu bé thì là 17 tuổi.